Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 830S, một dòng xe đạp địa hình và có cặp bánh là 27.5 inch, bộ chuyển động full Shimano Atut. Em đang bán tại cửa hàng với chiếc xe mức giá thì có là 8.200.000, một cái mức giá cực kỳ là hợp lý cho một chiếc xe đạp Gian thương hiệu cực kỳ là tốt, rất quen thuộc với các bác chơi xe Roma Luix. Hôm nay về tông màu đen và xanh rất là đẹp, tông màu này rất là đẹp luôn, tông màu đen xanh rất thể thao và trẻ trung đẹp mắt. Tổng thể ngoại hình xe thì còn tương đối là mới, rất là mới, hầu như là rất ít vết xước trên khung xe, thì những cái xích lip rất là mới. Còn những cái xốp này em mới bóc thùng luôn đấy, mới bóc thùng lên luôn cho các bác xem. Bộ bánh 27.5 inch, mắc ship lốp, xe là xe bãi, xe đã qua sử dụng thì là nó không sẽ không tránh được những cái vết xước nhỏ xước răm, nhưng mà các bác nhìn vào những cái lốp này, chủ cũ họ đi rất là ít, lốp rất là mới, lốp zin luôn, nó mắc ship zin, bánh 27.5 inch, thành Gian nguyên bản, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc, chính hãng nguyên zin 100%. Bộ chuyển động Shimano Atut tương đối là ngon trong cái tầm giá dưới 8 triệu, khoảng 8 triệu, và có Shimano Atut lip Shimano thứ xích chiếc rất là ngon, còn đây thương hiệu rất là tốt, thương hiệu Gian. Sẽ có cái chuông tay bấm cũng được trang bị là Shimano Atut tranh dầu của Techo. Giảm sóc dầu theo xe, máy hơi nguyên bản luôn. Xe vừa bóc thùng vừa về sáng nay vẫn còn xốp. Giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 thì phù hợp. Trang bị bộ lip 9 tầng và 3 tầng đĩa cho 27 xe có 27 tốc độ khác nhau. Thì cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.